Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, kim ngạch thương mại Nga-Việt Nam năm 2017 đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,2% so với năm 2017. Theo đánh giá chung của hai bên thì đây là một kết quả ấn tượng nhờ tác động tích cực của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu, gọi tắt là EAEU. Tuy nhiên, hai bên cũng đồng ý rằng FTA này có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa nếu loại bỏ được một số rào cản, trong đó có rào cản ngôn ngữ hay việc giới doanh nghiệp Nga và Việt Nam vẫn còn thiếu thông tin và hiểu biết về thị trường của nhau. Vấn đề này đang được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai bên tháo gỡ như thế nào? Những kênh thông tin nào là hiệu quả nhất cho doanh nghiệp? Và trong chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này, chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề tăng cường việc tạo các kênh thông tin để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nga khi tiếp cận thị trường của nhau. Liên bang Nga được đánh giá là thị trường tiềm năng với khoảng 146 triệu dân và sức tiêu thụ mạnh. Đây cũng là thị trường rất phù hợp với sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam là đối tác ký Hiệp định Thương mại Tự do đầu tiên với Liên minh Kinh tế Á-Âu, mà Nga là thị trường lớn nhất của liên minh này. Do đó, cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam rất lớn. Chiều ngược lại, Việt Nam với dân số hơn 92 triệu dân cũng được đánh giá là thị trường tiềm năng cho nhiều mặt hàng xuất khẩu của Nga, cho nhiều lĩnh vực đầu tư như năng lượng, công nghiệp nặng, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, nông nghiệp. Nga xem Việt Nam là cửa ngõ vào Đông Nam Á cho các mặt hàng của mình. Nhưng hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Liên bang Nga hiện tại còn rất xa với tiềm năng lớn của hai nước. Một trong những nguyên nhân chính, theo các chuyên gia, là việc thiếu thông tin và thiếu hiểu biết về văn hóa và thị trường của nhau. Để khắc phục vấn đề vừa nêu trên, về phía Việt Nam thì hàng năm, các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều hình thức tiếp cận thị trường, xây dựng nhiều kênh thông tin cho doanh nghiệp. Và để hiểu rõ hơn về những hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Nga cũng như là EAEU, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Chào ông, chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho VTV4. Thưa ông, trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, thì Bộ Công Thương đã xây dựng những kênh thông tin gì để trợ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tốt hơn, hiểu biết nhiều hơn về thị trường Nga cũng như thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu? Bộ Công Thương thì cũng đã có rất nhiều những cái hoạt động xây dựng cũng như là đẩy mạnh cái năng lực cũng như là cái hiệu quả của các kênh thông tin. Từ lâu đã duy trì cái hệ thống đại diện thương mại cũng như là tham tán thương mại ở các nước mà thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu. Trong cái hoạt động xúc tiến thương mại thì một cái kênh thông tin rất là hữu hiệu đó là hội chợ thương mại, rồi thì là các cuộc triển lãm thương mại. Bởi vì là đặc tính của cái thị trường này đấy, nhất là thị trường Nga, cái đặc tính tiêu dùng của người Nga thì chúng ta biết rằng là họ rất là muốn là xem, muốn nếm, muốn thử những cái sản phẩm của chúng ta. Một cái kênh nữa mà chúng tôi cho rằng là trong cái để bắt nhịp được với lại cái thời đại công nghệ số, Bộ Công Thương đã và đang xây dựng một cái hệ thống cơ sở dữ liệu để mà kết nối những cái cổng thông tin điện tử, cổng giao thương điện tử giữa Việt Nam với lại các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu, đặc biệt ở đây là chú trọng vào thị trường Nga cũng như là thị trường Belarus. Theo ông thì kênh thông tin nào là hiệu quả nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam? Tôi cho rằng là trong bối cảnh hiện nay, tất cả mọi kênh thông tin thì đều hiệu quả cũng như là đều có ích, tức là nó phù hợp với cả mỗi cái loại hình doanh nghiệp cũng như là mỗi nhóm doanh nghiệp. Chúng ta không nên là chỉ bám vào hay là chỉ dựa trên một cái kênh thông tin nhất định, chẳng hạn như là những cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ, họ không có khả năng về ngoại ngữ, họ kém khả năng về ngoại ngữ, họ kém về khả năng về tài chính, thì họ có thể là dựa vào là những cái hỗ trợ của chính phủ nằm trong khung khổ của các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Bên cạnh đó thì là cái kênh thương mại điện tử mà đối với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà có khả năng ngoại ngữ tốt, có khả năng về luật pháp quốc tế tốt, thì họ có thể là hoàn toàn dựa trên cái kênh này một cách hiệu quả. Thì tôi cho rằng là tất cả các kênh thông tin này nó đều có ích và đều có giá trị, đều có cái tác dụng riêng có của nó và đều có giá trị là bổ sung cho nhau. Trong năm 2018 thì các chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương tại Nga có đặc điểm gì mới hơn so với năm 2017 không ạ? Chúng tôi cũng đang thỏa thuận với lại một tổ chức mà chuyên triển lãm. Cái tổ chức này của Nga cũng sẽ vào Việt Nam và phối hợp với cả chúng tôi để tổ chức một cái hội chợ rất là lớn về công nghiệp và chế tạo. Thế còn ngược lại về phía là khai thác thị trường Nga thì đến tháng 6 này cục cũng sẽ có tổ chức một đoàn là 50 doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường Nga, quan tâm đến đầu tư vào thị trường Nga để sang bên Nga tìm kiếm cái cơ hội đầu tư cũng như là đàm phán
ký kết những cái thỏa thuận để có thể là xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga. Rồi thì hai cái hội chợ rất là lớn, về một cái là về thực phẩm, một cái là về hàng tiêu dùng, thì chúng tôi cũng đã có cái thông báo cho doanh nghiệp và đang huy động các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể là thành lập đoàn và cùng với cục xúc tiến, với sự hỗ trợ của cục xúc tiến để sang bên Nga để tham dự cái hội chợ này. Theo thống kê của cơ quan đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, xuất khẩu của Nga vào thị trường Việt Nam năm 2017 tăng 38,7% so với năm 2016. Đại diện Nga tại Việt Nam Expo 2018 đã phát biểu rằng đây chính là kết quả của tác động tích cực của FTA Việt Nam Liên minh Kinh tế Âu EAEU. Nhưng mọi thứ mới chỉ là bước đầu. Nga đã có rất nhiều nỗ lực trong hỗ trợ các doanh nghiệp của mình tiếp cận thị trường Việt Nam. Và hàng loạt các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp hai nước trong năm 2018 và sự tham dự của hàng chục công ty Nga tại Expo Việt Nam 2018 là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Chúng tôi giới thiệu sản phẩm robot Kiki. Nó có nhiều chức năng như hướng dẫn viên, quảng cáo sản phẩm nào đó hay giao tiếp, trở thành bạn đồng hành. Có thể lắp hệ thống nhà thông minh vào robot này. Robot này đã có mặt ở nhiều nước như Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Ả Rập Thống Nhất. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu tại Việt Nam. Nền kinh tế của hai nước chúng ta đang chuyển lên một bước mới, cao hơn. Vì thế tương lai thuộc về những giải pháp công nghệ cao. Cho nên robot hóa hay ứng dụng công nghệ cao đang rất cấp thiết cho cả Nga và Việt Nam. Thiết bị đông lạnh, sản phẩm nông nghiệp sạch, thiết bị chăm sóc trẻ sơ sinh sinh non, thiết bị cấp cứu khẩn cho bệnh nhân tim mạch, hệ thống lọc nước uống từ bất cứ nguồn nước nào và rất nhiều công nghệ tiên tiến khác của Nga được giới thiệu tại Expo Việt Nam 2018. Sự hiện diện rất hoành tráng của các doanh nghiệp Nga tại Expo Việt Nam 2018 có được chính là nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính phủ Nga. Những cái sản phẩm này có thể nói là tuyệt vời. Các bạn đã đầu tư rất là nhiều công sức, hàng như là cái sản phẩm ở đây, cái cắt lớp, CT cắt lớp nguyên một cái cơ thể người và có thể giúp cho sinh viên ngành y học được rất là nhiều từ cái mô hình này trước khi vào với cái mô hình thật. Chúng tôi nhận thấy rằng sản phẩm của chúng tôi rất được khách hàng và thị trường Việt Nam quan tâm. Để tiếp cận thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp Nga đã sử dụng nhiều kênh thông tin khác nhau. Công ty chúng tôi sử dụng 3 kênh thông tin để tiếp cận thị trường Việt Nam. Thứ nhất là chúng tôi tự tìm kiếm thông tin về đối tác tại Việt Nam. Thứ hai là liên hệ với đại diện thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga. Và thứ ba là phòng công nghiệp và thương mại của Uran giúp chúng tôi trong mọi tiếp xúc với các đối tác và thị trường Việt Nam. Sự tiếp cận thị trường Việt Nam của các công ty Nga trong năm 2018 rất tích cực. Ngay đầu năm, hàng loạt sự kiện thương mại đã diễn ra như gặp gỡ doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giới thiệu khái niệm tòa nhà thương mại trung tâm xuất khẩu Liên bang Nga tại Việt Nam và hàng loạt các hội nghị bàn tròn chuyên đề về hợp tác Nga-Việt diễn ra chỉ trong tháng 4. Bên cạnh đó, Nga cũng rất quan tâm tới thu hút doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường của mình. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị cho triển lãm quốc tế đầu tiên tại Novosibirsk. Chúng tôi đang thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện này. Họ có thể giới thiệu tiềm năng của mình, làm quen với nước Nga, thiết lập những mối quan hệ đối tác. Nga xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng, là cửa ngõ vào ASEAN cho các sản phẩm của Nga. Vì thế, các doanh nghiệp Nga càng ngày càng tích cực hơn trong tiếp cận thị trường Việt Nam. Chúng tôi đã đầu tư vào một công ty liên doanh với Việt Nam 10 năm nay. Năm ngoái, chúng tôi đã quyết định thành lập doanh nghiệp con tại Việt Nam để nghiên cứu vào thị trường kỹ hơn và chi tiết hơn. Tại Expo Việt Nam 2018 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 vừa qua, Nga là khách mời danh dự với sự tham dự của hàng chục công ty hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực. Đây là sự hiện diện hoành tráng nhất của giới doanh nghiệp Nga tại triển lãm quốc tế tại Việt Nam trong gần 30 năm trở lại đây. Trước đó, vào ngày 9 và 10 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn hơn 50 doanh nghiệp Nga đã thăm Sài Gòn High Tech Park, tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ doanh nghiệp.
Những sự kiện thương mại đó thể hiện sự tiếp cận tích cực thị trường Việt Nam của giới doanh nghiệp Nga ngay đầu năm 2018. Và phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vasily Osmakov, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga về sự hỗ trợ doanh nghiệp Nga của chính phủ Nga trong tiếp cận thị trường Việt Nam. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chào ông Vasily Osmakov, cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Ông có thể cho biết chính phủ Nga, cụ thể là Bộ Công Thương Liên bang Nga, đã có những biện pháp gì để các doanh nghiệp Nga biết về thị trường Việt Nam chúng tôi? Việt Nam là một thị trường rất quan trọng trong chiến lược xuất khẩu của Nga, là thị trường ưu tiên trong chương trình hỗ trợ xuất khẩu của Nga, việc ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu năm 2016, cũng như những văn kiện hợp tác công nghiệp ô tô đã tạo ra một nền tảng quan trọng cho việc xem Việt Nam là một cửa ngõ để vào thị trường ASEAN. Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện những biện pháp hỗ trợ xuất khẩu tổng thể, xúc tiến việc tiếp cận thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Nga. Ví dụ như việc các doanh nghiệp Nga tham gia Expo Việt Nam 2018 được Bộ Công Thương Nga hỗ trợ tài chính hoàn toàn. Trung tâm xuất khẩu Nga thì tổ chức các đoàn doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ chi phí về logistics, giấy phép, vân vân, khoảng gần 18 công cụ khác nhau. Và tất nhiên, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền về việc Việt Nam là thị trường tiềm năng, Việt Nam là cửa ngõ của Nga vào ASEAN. Ngày 10 tháng 4 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Nga đã giới thiệu khái niệm nhà thương mại Nga tại Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện này là gì đối với việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, thưa ông? Hiện nay chúng tôi đang triển khai một chương trình lớn với các nhà thương mại tại những thị trường ưu tiên. Việc nhà thương mại được mở ở Việt Nam là minh chứng rằng Việt Nam là thị trường rất quan trọng, rất triển vọng đối với Nga. Nó sẽ là một công cụ hiệu quả cho việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Nga và Việt Nam. Theo ông thì chúng ta cần phải làm gì nữa để doanh nghiệp hai nước biết tốt hơn về thị trường của nhau? Cần phải bắt đầu từ việc hợp tác, tương hỗ, giao lưu giữa thanh thiếu niên hai nước mà đã được thực hiện rất tốt thời Xô Viết. Cần tăng cường hợp tác từ cấp độ đơn giản, đời thường đó, cho tới những cấp độ cao nhất, hiệp ước và hiệp định. Như trong cuộc trao đổi với phóng viên chúng tôi, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, ông Vasily Osmakov đã nói về ý nghĩa của việc thành lập nhà thương mại Nga ở Việt Nam và tầm quan trọng của thị trường Việt Nam với các doanh nghiệp Nga. Nhà thương mại Nga ở Việt Nam là dự án do Tập đoàn Trung tâm Xuất khẩu Nga thực hiện. Trung tâm Xuất khẩu Nga là một định chế nhà nước về trợ giúp xuất khẩu được thành lập với sự hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga. Và tại trường quay ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Robert Kurilo, trưởng đại diện của Trung tâm Xuất khẩu Nga tại Hà Nội. Xin cảm ơn anh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Dạ, chào chị. Anh Robert này, anh có thể chia sẻ với chúng tôi về văn phòng đại diện Trung tâm Xuất khẩu Nga tại Hà Nội thì có vai trò cũng như là chức năng gì ạ? Trung tâm Xuất khẩu Nga tại Hà Nội mở văn phòng đại diện tại Hà Nội cách đây 2 năm rồi. Và chúng tôi có vai trò là một cầu nối các kinh doanh Việt Nam và Liên bang Nga. Chúng tôi giúp đỡ các đối tác Việt Nam tìm đối tác Việt Nam Nga và ngược lại. Và chúng tôi cũng giúp đỡ các công ty Nga tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Vậy từ khi thành lập đến nay thì trung tâm đã hỗ trợ các doanh nghiệp Nga như thế nào trong việc tìm hiểu thị trường của Việt Nam cũng như là ngược lại các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về Nga? Trước hết, Trung tâm Xuất khẩu Nga tổ chức một số sự kiện như hội chợ triển lãm và tổ chức chuyên ham của đoàn kinh doanh Nga vào Việt Nam, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và năm ngoái chúng tôi tổ chức một số sự kiện như thế này, ví dụ tuần ẩm thực Nga, hơn 30 công ty Nga đến Hà Nội để trưng bày sản phẩm của mình với các khách hàng Việt Nam. Chúng tôi cũng mở một nhà thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở chỗ này thì chúng tôi trưng bày các sản phẩm của các công ty Nga chuyên về các sản xuất lương thực thực phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng tổ chức một số chuyên thăm cho các công ty ở trong ngành khác nhau như khoáng sản, năng lượng, vân vân. Trung tâm xuất khẩu Nga của chúng tôi cũng giúp đỡ các công ty Việt Nam muốn tìm hiểu các cơ hội kinh doanh ở thị trường Nga, và chúng tôi có thể tìm đối tác ở Nga cho các doanh nhân Việt Nam. Chúng tôi cũng mời rất nhiều công ty ở Việt Nam đến tham dự các hội chợ triển lãm ở bên Nga. Năm ngoái chúng tôi tổ chức một hội chợ lớn Innoprom ở thành phố Yekaterinburg và cũng mời một số đại diện của công ty lớn Việt Nam đến tham dự. Và tôi nghĩ rằng sự kiện như thế này giúp đỡ và xúc tiến thương mại giữa hai nước. Vâng.
Vâng, có rất là nhiều cách để tìm hiểu về thị trường của nhau phải không ạ? Chúng ta biết rằng có nhiều doanh nghiệp tự tìm hiểu thông tin qua mạng, qua các website bằng tiếng Nga này, tiếng Anh này hay là tiếng Việt. Và sau đây là câu chuyện về một website tiếng Nga đặc biệt chuyên về Việt Nam mà lại do những người bạn Nga sinh sống ở Nha Trang thực hiện. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời anh Robert cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Tỉnh Quảng Trị đang chờ đầu tư. Sàn chứng khoán Hà Nội và Moscow ký thỏa thuận hợp tác. 7 nguyên nhân mua bất động sản tại Việt Nam. Những sự kiện du lịch ấn tượng trong tháng 4 tại Việt Nam. Đó chỉ là một số bài trong hàng trăm bài báo mà trang web Asia Việt Nam bằng tiếng Nga đã viết, dịch và đăng từ khi xuất hiện trên không gian mạng từ năm 2015. Hiện nay, Asia Việt Nam là trang tin tức điện tử chuyên về đề tài Việt Nam bằng tiếng Nga phổ biến nhất. Tin của trang này có thể tìm thấy trên tất cả các nguồn lớn của Nga như Rambler, Novosteka, Media Metric. Điều đặc biệt là Asia Việt Nam do một nhóm thanh niên người Nga sinh sống tại Nha Trang sáng lập. Có rất nhiều trang mạng về Việt Nam, nhưng hầu hết chỉ hướng tới chủ đề du lịch. Những trang tin tức chuyên về Việt Nam tiếng Nga hầu như là không có. Vì vậy, chúng tôi quyết định thực hiện dự án này. Vì tin tức về Việt Nam có rất nhiều người Nga quan tâm, như các doanh nghiệp Nga, khách du lịch hay những người Nga sinh sống ở Việt Nam. Asia Việt Nam đăng những tin tức rất đa dạng về Việt Nam, về phong tục, tập quán các vùng, các thành phố, vùng miền của Việt Nam. Đặc biệt, Asia Việt Nam đăng rất nhiều thông tin về kinh tế, đầu tư, tiềm năng thị trường Việt Nam. Giới kinh doanh Nga đọc trang Asia Việt Nam rất nhiều. Vì thế, càng ngày, chúng tôi càng tăng số lượng tin tức liên quan đến kinh tế, đầu tư. Và chúng tôi cũng đăng tải quảng cáo cho giới kinh doanh. Chúng tôi rất muốn hợp tác cùng các đối tác Việt Nam, bởi vì càng ngày, càng nhiều người Nga muốn đầu tư vào Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng tôi thì muốn tương xứng với nhu cầu đó. Trang Asia Việt Nam hiện đang được duy trì nhờ quảng cáo. Với hoạt động thương mại Việt-Nga ngày càng sôi động, những người sáng lập hy vọng Asia Việt Nam sẽ ngày càng được biết tới rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp Nga và Việt Nam. Như phóng sự chúng ta vừa theo dõi thì không biết là anh Robert đánh giá như thế nào về website Asia Việt Nam từ khía cạnh là một kênh thông tin hữu ích ạ? Và theo anh thì chúng ta có cần thúc đẩy tạo nhiều website như thế này hơn nữa bằng tiếng Nga về Việt Nam cho người Nga và bằng tiếng Việt về Nga cho người Việt Nam hay không ạ? Nhất trí, tôi đồng ý. Tôi nghĩ rằng trang web như thế này giúp đỡ các người Nga và người Việt Nam hiểu rõ hơn về các nước của mình và của đối tác. Và tôi rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy trang web này trước đây. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các kênh này như thế này xuất hiện tại mạng Internet. Nhưng đồng thời Robert muốn báo là một trang web như thế này là không đủ để đáp ứng nhu cầu về thông tin của hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi phải khuyến khích có nhiều trang web như thế này trên mạng Internet. Rõ ràng là nếu mà chúng ta có được thêm thông tin thì sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp hai nước phải không ạ? Thưa anh thì vừa qua Thứ trưởng ông Vasily Osmakov thì đã nhấn mạnh về ý nghĩa của việc là thành lập nhà thương mại Nga tại Việt Nam. Vậy anh có thể cho biết rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động cụ thể của nhà thương mại này được không ạ? Vào năm 2016, chúng tôi mở một showroom ở thành phố Hồ Chí Minh. Và showroom này trưng bày các lương thực, thực phẩm, đồ ăn, đồ uống của Nga ở thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn Việt Nam nghĩ rằng đây là một showroom rất hay. Và chúng tôi coi showroom này rất thành công. Dựa vào thành công của showroom này, chúng tôi muốn thành lập một nhà thương mại Nga tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các sản phẩm lương thực, thực phẩm, đồ ăn, đồ uống ra, chúng tôi sẽ trưng bày một số sản phẩm khác như mỹ phẩm, quần áo, hàng lưu niệm của Nga. Và đồng thời đây là sẽ một chỗ tuyệt vời cho các công ty Việt Nam và công ty Nga kết nối liên doanh với nhau. Và chúng tôi sẽ đảm bảo phòng họp để doanh nhân Việt Nam và doanh nhân Nga có thể tổ chức cuộc đàm phán. Theo anh thì những kênh thông tin hay là cách thức tiếp cận thị trường nào là hiệu quả hơn cả? Theo tôi là một cách đơn giản nhất là tham dự các hội chợ triển lãm ở Việt Nam và ở Liên bang Nga. Một cách thứ hai là tổ chức một chuyên tham cho đoàn các doanh nghiệp Việt Nam chuyên về một ngành nào đó, ví dụ khoáng sản, năng lượng. Tôi nghĩ rằng công nghệ thông tin của Nga có tiềm năng lớn ở Việt Nam và chúng tôi tập trung vào các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại trong lĩnh vực này.
xuất hiện trong trường quay ngày hôm nay nói tiếng Việt rất là giỏi. Tôi rất là ngạc nhiên và tôi chắc chắn là điều này sẽ giúp ích cho anh rất nhiều trong công việc tại Việt Nam. Vậy thì theo anh thì cái việc mà chúng ta biết tiếng Việt thế này sẽ có mang lại lợi thế như thế nào cho người Nga trong việc tìm hiểu thị trường Việt Nam và ngược lại như là người Việt Nam có thể biết tiếng Nga để mà tìm hiểu được thị trường Nga? Trước hết là tình cảm. Khi đối tác Việt Nam bắt đầu nói tiếng Việt với mình thì bắt đầu quý mình và tôn trọng mình hơn so với người dùng tiếng Anh hoặc là dùng tiếng Nga. Và khi người Việt Nam thấy rằng mình quan tâm đến lịch sử văn hóa của Việt Nam thì họ có tình cảm và sẵn sàng giúp đỡ. Và tôi nghĩ rằng nếu doanh nhân Nga muốn có thành công ở Việt Nam thì bắt buộc phải học tiếng Việt. Cũng như các doanh nhân Việt Nam nếu muốn đạt được thành công hiệu quả ở thị trường Nga thì nên học tiếng Nga. Dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn anh Robert đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị rất nhiều. Trong những năm gần đây, việc dạy và học tiếng Nga tại Việt Nam đã được quan tâm nhiều hơn. Hợp tác giáo dục đào tạo giữa Nga và Việt Nam là lĩnh vực hợp tác chiến lược cũng đang tiến triển tốt. Năm 2018, nhà nước Nga cấp cho Việt Nam 956 suất học bổng. Tiếng Nga được xem là công cụ cho phát triển quan hệ chiến lược toàn diện Việt-Nga. Ở chiều ngược lại, tiếng Việt cũng được dạy nhiều hơn tại các trường đại học Nga. Cách đây khoảng 2 năm, một lần Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ với Hiệu trưởng Trường Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moscow đã đặt vấn đề tại sao tại trường ngôn ngữ chính của đất nước mà lại không dạy tiếng Việt. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác chiến lược của chúng ta. Việt Nam gia nhập khu vực thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, chúng ta sẽ cần nhiều phiên dịch viên tiếng Việt. Và trong phóng sự sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng tới với một giờ học tiếng Việt tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moscow. Trường Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moscow mang tên Maurice Torres. Giờ học tiếng Việt của những em sinh viên năm thứ nhất, khoa phiên dịch. Đây là lớp sinh viên tiếng Việt đầu tiên trong lịch sử của trường này. Em thực sự rất thích học tiếng Việt. Em không thể diễn tả được bằng lời tình yêu của mình đối với ngôn ngữ này. Em sẵn sàng ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để học tiếng Việt. Trong tương lai, em muốn tìm được một công việc có sử dụng tiếng Việt. Cô Svetlana Glazunova là giảng viên tiếng Việt giàu kinh nghiệm của Đại học Tổng hợp Quan hệ Quốc tế Moscow. Đây là giờ giảng mẫu của cô tại trường ngôn ngữ Moscow. Việc này chứng tỏ sự đầu tư bài bản và nghiêm túc của Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moscow vào việc giảng dạy tiếng Việt. Trường đã quyết định dạy tiếng Việt theo lời khuyên của Tổng thống Nga, rằng Nga sẽ cần một đội ngũ chuyên gia về Việt Nam biết tiếng Việt trong bối cảnh quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam và việc Việt Nam tham gia vào khu vực thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Từ mình học tiếng Việt của nước Việt Nam á, thì nghĩa là chúng ta sẽ biết thêm về văn hóa, rồi về phong tục, thì về cái cách làm việc, về cái cách làm kinh doanh. Thì không biết tiếng Việt mà chỉ dùng tiếng Anh á, thì theo tôi thì đó là một cái lỗi. Nếu mình thật sự muốn phát triển quan hệ hợp tác một cách có hiệu quả thì nhất định phải học tiếng của nhau. Tức là người Nga, người nghiên cứu của Việt Nam thì nhất định phải biết tiếng Việt. Biết về lịch sử Việt Nam, biết về văn hóa Việt Nam và biết về tiếng Việt Nam. Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow sẽ tuyển sinh viên học tiếng Việt hàng năm. Những sinh viên này tháng 9 sắp tới sẽ đi thực tập ở Việt Nam 6 tháng. Cô giáo đã khiến chúng em say mê không chỉ ngôn ngữ mà cả văn hóa Việt Nam. Bây giờ em rất mong muốn được sang Việt Nam để biết về đất nước, con người Việt Nam và để thực hành tiếng Việt. Em cũng rất mong muốn sẽ có công việc sử dụng tiếng Việt bởi vì văn hóa và con người Việt Nam rất hay. Và vì thế mà làm việc tại Việt Nam hay giao tiếp với người Việt sử dụng tiếng Việt sẽ là công việc rất lý thú. Những nhà Việt Nam học tương lai này đang rất kỳ vọng ở tương lai gắn với tiếng Việt và Việt Nam. Còn những nhà giáo dục thì kỳ vọng họ sẽ là những chiếc cầu nối hiệu quả của hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong tương lai. Tại Việt Nam, việc đưa thông tin, văn học và sách báo Nga tới gần hơn với độc giả Việt Nam là một trong những hoạt động hai nước đang tích cực triển khai trong thời gian gần đây. Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trong những năm gần đây, số lượng học viên học tiếng Nga tại đây không ngừng tăng. Tuy nhiên, giảng viên học viện lại gặp khó khăn lớn. Đó là sách, giáo trình và băng đĩa học tiếng Nga tại Việt Nam rất thiếu.
Tôi rất là ít tài liệu để sử dụng trong quá trình giảng dạy và luyện tập cho sinh viên, vì là ở các hiệu sách thì cũng không có nhiều sách tham khảo tiếng Nga để cho sinh viên chọn. Vấn đề này cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà Việt Nam học tại tọa đàm bàn tròn Hợp tác văn hóa Việt-Nga thực trạng và triển vọng diễn ra tại Liên bang Nga tháng 3 vừa qua. Hiện nay, các bạn sinh viên tại Việt Nam và những người đã từng học tập ở Nga, họ đang than phiền là ở Việt Nam không có chỗ nào có thể mua được sách báo Nga, tài liệu tham khảo tiếng Nga. Để khắc phục tình trạng trên, vừa qua, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã xây dựng phòng đọc văn hóa Nga ngay tại học viện. Tại đây có các tài liệu tham khảo, sách, báo về văn hóa, đất nước và con người Nga. Phòng đọc không gian văn hóa Nga này cùng với việc dạy tiếng Nga tại Học viện Cảnh sát Nhân dân thì góp phần làm cho cán bộ, sinh viên của nhà trường có cái điều kiện để học tập, nghiên cứu về văn hóa Nga. Để hỗ trợ độc giả Việt Nam dễ dàng tìm đọc những tài liệu sách báo tiếng Nga, thì ngay từ tháng 3 năm nay, Thư viện Tổng thống Nga đã chính thức khai trương trung tâm truy cập từ xa để đặt tại Trung tâm Khoa học Văn hóa Nga tại Hà Nội. Thư viện Tổng thống này có hơn 650.000 tài liệu về tiếng Nga, lịch sử nước Nga, các nghiên cứu của những nhà khoa học Nga trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi mong muốn cung cấp những thông tin chính xác, khách quan và chân thực về nước Nga từ các bạn Việt Nam. Chúng tôi cho rằng sự kiện này mở ra một trang mới trong hợp tác nhân văn giữa Nga và Việt Nam. Theo các nhà Việt Nam học và Nga học của hai nước, thì việc tăng cường thời lượng trên truyền hình báo chí hai nước về văn hóa, đất nước, con người, về thị trường hai nước Nga và Việt Nam, cũng như tăng cường việc dịch ra tiếng Việt và tiếng Nga, sách văn học, kinh tế, xã hội, phản ánh đời sống đương đại ở hai nước, được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Hai phóng sự trên cho thấy ngôn ngữ như mọi khi là rào cản cho việc phát triển các mối quan hệ hợp tác, nhất là hợp tác về kinh tế. Tiếng Nga một thời đã rất thịnh hành ở Việt Nam, tương xứng với mối quan hệ Việt Nam-Liên Xô ở thời đỉnh cao. Giờ đây, để hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga nói riêng và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu nói chung hiệu quả hơn, mang lại lợi ích nhiều hơn, hai nước cần xúc tiến việc quảng bá văn hóa, hợp tác giáo dục đào tạo và mở rộng giảng dạy ngôn ngữ ở mỗi nước. Đây cũng là nội dung nhất quán trong các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình sẽ là mục điểm những tin chính trên thế giới về Việt Nam tuần qua. Trang tin Sputnik của Nga đưa tin ngân hàng nông nghiệp Nga Rosselkosbank dự định cung cấp hơn 240 triệu USD để hỗ trợ dự án sữa của tập đoàn TH Trumil tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga. Với sự ủng hộ của Ngân hàng Nông nghiệp Nga, TH Trumil sẽ xây dựng tại tỉnh Kaluga hai tổ hợp nuôi gia súc công nghệ cao với đàn bò 12.000 con và nhà máy chế biến sữa, công suất 1.000 tấn sữa thô mỗi ngày. Kinh phí cho việc thực hiện dự án sẽ được phân bổ trong khuôn khổ cơ chế cho vay ưu đãi dành cho khu liên hợp công nông nghiệp với lãi suất không quá 5% mỗi năm. Sự phục hồi của ngành chăn nuôi và chế biến gia súc thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam là đánh giá của CPF, một công ty của Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và công nghiệp chế biến. Bài báo được đăng tải trên tờ Feedstuff của Mỹ cho biết thêm. Theo báo cáo của CPF, ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam đã có cải thiện rõ rệt khi giá thịt lợn hiện nay đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu tăng trưởng nhờ các hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và các nước Âu Mỹ, nhu cầu tiêu dùng nội địa và nguồn lao động dồi dào cũng là những yếu tố thúc đẩy kinh doanh thịt gia súc tại Việt Nam. Tờ NNA Asia của Kyodo News Nhật Bản có bài Hà Nội đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 12.700 triệu USD trong năm 2018. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 7,5 đến 8% so với năm 2017. Để hoàn thành mục tiêu này, Hà Nội tiếp tục tập trung cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế chính sách để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Chương trình Việt Nam và Thế giới cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.